Những cái bài với cái máy cable này là chúng ta tập cái cơ kết hợp, nó sẽ không có good, nó không có good bằng tập bằng cái cơ cô lập. Chỉ là tập 2 set thôi, giờ tập tới mức thất bại luôn, tập hoài luôn. Cái đầu của em á phải nghĩ ra khi nào tập không nổi nữa, khi nào tập không nổi nữa, khi nào tập không nổi nữa tôi mới bỏ xuống. Chưa. What? Em muốn tập nữa, vô. Được, được, cái nữa đi. Thôi, nè. Rồi bây giờ là chúng ta tiếp tục qua một cái kỹ thuật khác, tuy cũ mà mới, tuy mới mà không có gì mới luôn. Đó là drop set fade pull. Đó là kỹ thuật kéo vai sau. Để chúng ta, nó sẽ vô khoảng chừng 50% vai sau, 50% vai ngoài. Thì động tác này cũng là giúp cho các bạn săn chắc cái vai của các bạn. Những gái mà vai thô to là thô thua rồi. Đó thì thôi vô, cứ tập đi, kỹ thuật drop set nó không có gì mới hết. Và các bạn nên nhớ đây đã nằm ở trong giáo án gym nữ tâm kinh nha các bạn. Bao nhiêu rep vậy? Bây giờ tập 12 rep chứ. Rồi đứng. Rồi giật, đúng rồi, giữ lại, chính xác, đó. Giật, chính xác. Này thấy không, mà thấy không, nó sẽ vô vai. Bạn cầm phải nhớ nha, cái tư thế cầm nó phải như vậy. Không nên để cái dây cáp nó quá cao nha các bạn. Đó, đó mà để dây cáp quá cao là nó không good. Đó, và cái này nó chỉ thẳng vô răng bạn. Nó thẳng vô cái miệng á. Đó, còn dây cáp này nó phương đi nè, sẽ vô miệng rồi. Khi mà lên á là cái tay chúng ta xoáy vô một cái để cho nó vô vai ngoài. Đó, lên là xoáy cái bật vô một cái nó mới vô được cái vai ngoài nha các bạn. Bài tập này phụ nữ á nên cầm dây thay vì cầm cái cây. Đó, tầm dây. Rồi. Chưa vô nữa. Drop set mà đâu nghỉ đâu. Vô. Thầy nói gì kệ thầy, trò cái tập đi. Đó. Em sẽ cảm thấy được cái nó rất là mỏi chỗ này. Đó, nó rất là mỏi. Và đây là một cái kỹ thuật mà Duy Nguyễn thấy là rất đáng để tập các bạn. Đó, chứ là chị em phụ nữ nên tập bài này nhiều. Bao nhiêu rồi? Gồng. Ok. 8. Rất là dễ dàng. Cứ đem cái bài tập này một bỏ vô cái ngày tập vai các bạn á. Rất là tiện. Chứ phụ nữ không phải cần tập vai bằng mấy cái bài nặng đâu, vô mà đẩy cái máy gì vô đẩy bao beo đồ này nọ thôi, đẩy dumbbell thôi đủ ghê rồi. Thấy nhẹ vậy, nhẹ quá vậy. Vô tay, cái tay hơi sai rồi đó. Đó, ok, mấy cái cuối hình như không chú ý tới cái tay nó mỏi, nhưng mà nó cố lên. Camera quay mặt nè, mặt ta đang mỏi qua camera gì, quay cái lưng ngoài vậy? Đó. Vô. Tiếp, hai ba cái nữa đi. Ừ. Đó, mỏi chưa? Tập cấm rên nha. Mỏi chưa? Chết mất. Bành cái dài rồi. Uống nước không? Bành cái dài rồi. Cái dai còn cảm giác không? Hả? Cái dai còn cảm giác không? Cầm bình lắc cầm không nổi nữa. Cầm bình lắc cầm không nổi, tối sao cầm sao bông tắm được. Gồng đi. Gồng dài cái. Gồng sao thầy? Gồng sao? Cần cái dai ra thôi. Ai kêu gồng cắn cái này nè. Có vô cơ không? Trời. Rồi vô. Ủa nữa hả? Ba set rồi thì thầy. Ủa? Mới có một set à? Oh no. Có set đó, mới có một set à? Chết tôi. Cứu tôi. Cứu cái gì mà cứu? Cứu tôi. Rồi vô nè. Đứng tư thế số 1. Rồi. Chậm. Mấy cái đầu mà. Ba. Mấy cái đầu mà phải vậy chứ sao? Rồi. Cố lên nào. Đó. Vô. Đó, các bạn cho bạn thấy được tập cường độ cao là thế nào. Đó. Chứ không phải là vô bài tập này hít làm sao, thở làm sao là coi như lụm được bí kíp rồi nha. Đó, lên mạng gáy đồ. Chưa, thả xuống. Rồi vô, set 2. Không phải set 2 mà là phần thứ hai của cái set này. Gọi là set 2 đi. Đó. Cái mặt này là biết là mất cảm giác rồi nè. Cái mặt này là biết cơ nó đơ rồi đó. Mặt này kéo rồi theo quán tính này. Lúc này các bạn đã sẽ kéo theo quán tính chứ hết control được là cái gì rồi đó. Mọi khái niệm mà gồng, hôn, giữ lại gì đó là không còn nữa. Chỉ còn khái niệm nhất là focus. Đó. Focus.
Tập trung vô nó đi. Tập trung vô nó đi. Chưa hết. Đó, đốt mỡ nè. Cầm đàng hoàng, cầm díu xèo vậy. Rồi. Nè, lên vậy nè, mới đúng, ok. Bẻ đi. Khóc cái gì? Bẻ. Khóc cái gì mà khóc? Đó. Bẻ cái gì? Rồi. Chứ tập 2 set thôi, giờ tập tới mức thất bại luôn. Tập tới fail luôn. Tập hoài luôn. Tập cái đầu của em á phải nghĩ ra khi nào tập không nổi nữa tôi mới bỏ xuống, chứ không có đếm rép nữa. Thôi không nổi đó là hết rồi, hết cái rồi. Gì cái mặt tỉnh vậy? Không nổi nữa, hết rồi. Còn nói chuyện được là còn nổi. Cái gì đâu, nữa thôi. Tập như vậy mình tác động tới cơ bên lộ một luôn các bạn. Tập để mình đốt hết mỡ trong từng sợi cơ này nọ kia. Và đây là cái cách tập nó tốt cho cơ vai nhiều hơn. Cái cách tập này không làm cho bạn chấn thương. Nó tác động vô cơ, cơ nào tập trung vô cơ đó. Chứ không phải là mình sử dụng cái lực tổng của ví dụ như giờ tôi tập kiểu này. Đó, các bạn sẽ thấy tôi tập full cây, tôi tập vẫn được. Đúng không? Nhưng mà này nhìn nè. Cái gì vậy trời? Tôi tập. Tập sao mà đung đưa vậy? Thì tập chít mà. Đúng không? Nè. Đó. Tới đây hết đây thằng trong phòng gym tâm vậy. Nhưng mà điều đó không cần. Các bạn không biết là cái bài nào nó tác dụng của bài đó. Những cái bài với cái máy cable này là chúng ta tập cái cơ kết hợp nó sẽ không có good. Nó không có good bằng tập bằng cái cơ cô lập. Nè, thay vì đó đứng lóc người lại, không cầm tới đây là thấy vô rồi nè. Rồi bạn kéo vô. Đó, tới cái điểm này nè. Nó căng cái vai. Ủa nó căng cái vai. Vai ngoài, vai sau phải không? Khi mà vô nó thả từ từ thôi. Đó, và chúng ta drop set như vậy. Cảm giác như thế nào thì cứ quay qua hỏi Thu Hương là người mới chơi 2 set. À em thấy chỗ này cũng dính này. Thì vai mà. Thì nó là vai ngoài và vai sau. Vai ngoài là cái vai bự rồi nè. Và vai sau. Nó làm cho em săn chắc vai. Thường thường phụ nữ vai này mở màng cái đóng săn chắc vô chứ. Rồi anh thấy sao? Mỏi rồi. Quá trời luôn á. Tập gym thì nó phải vậy chứ như thế nào? Rồi có điều chia sẻ cho các bạn không? Nó hết chưa? Em muốn tập nữa, vô. Được. Thôi cái nữa đi, cái nữa đi. Nè. Được. Em hỏi được qua cái bài kia kìa. Không, cái nữa đi. Không nổi nữa. Cái nữa đi. Mới có 2 set à. Cầm còn không nổi nữa. Mới có 2 set à. Lỡ rồi mình lên clip mình thể hiện đi. Cầm còn không nổi, muốn rụng tay luôn rồi. Cái giáo trình ở trong thì ở trong sách anh viết 2 set, nhưng mà lên đây lỡ rồi thể hiện đi. 3 set thôi. Phải tập theo đúng giáo trình chứ. Set đi. Thầy ấy rồi vô đây à. Đó. Vô. Trời đất ơi, cái clip này mướn dựng dài nó mới được. Đó, còn được mà, focus vào. Focus gì tầm này. Rồi tập đi, nó nhiều quá. Đó, vai nè không. Vô dữ lắm á. Rồi, cố lên. Gì chích ghê vậy, tập chậm thôi, chích ghê vậy. Thôi, đàng hoàng ạ. Rồi vô. Thôi gì nổi. Còn nữa được có hết, chưa hết mà trời ơi. Vô nè. Tốt. Tập thân trên mà đâu có nặng mà thân dưới đâu. Đâu có nặng bằng mông hip thrust đâu. Thrust tập này nhẹ te, nhẹ như không mà. Không. Máy Mỹ mà kéo im ru. Đâu có đâu cắn. Thấy cái cuối rồi cho thả bánh chành luôn. Tập tới ngưỡng thất bại luôn. Rồi vô. Nhớ drop set. Drop set bằng cây bồ là sướng nhất. Một đời mà drop set bằng cây bồ là quá đã luôn. Vì nó thò gym mới có máy hệ cây bồ này. Tập cái tay gì kỳ vậy? Kéo đi. Kéo. Kéo cho xong đi, còn mấy rét nữa là biến à. Cảm giác không vận động được, không khởi động được cơ nữa rồi. Rồi dây căng đi. Rồi. Con Giang không? Rồi hết nợ đời nhá. Hết nợ đời rồi, ok. Sao nổi không? Có chịu hết nổi rồi thầy. Giang lên coi. Giờ Giang lên giờ coi. Nổi không? Sao mà chưa bao giờ em cảm thấy mệt chứ nặng như vậy ta.
Tập đâu có thầy đâu, tập cởi ngựa xem hoa trong phòng đêm mà chơi 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 ra được gì? Giống như là em đang khách hai bên hai bịch gạo vậy đó. Rồi khác vậy thầy. Rồi ok thôi được rồi thì cái minh họa cho các bạn được cái kỹ thuật drop set ở bài tập là Fable xin khép lại và các bạn cứ bỏ vào những cái ngày tập vai của các bạn và tôi minh họa trong dự án gì gym nữ tâm kinh. Bye bye các bạn.